10 thói quen gây sỏi thận cần phòng tránh. Sỏi thận là một trong những bệnh lý rất phổ biến, nhất là ở khu vực Đông Nam Á. Ngoài những nguyên nhân bất thường về giải phẫu học hoặc các bệnh lý nguy hiểm, hầu hết bệnh có thể được dự phòng hoặc giảm nhẹ bằng cách thay đổi lối sống, thói quen ăn uống để tăng cường sức khỏe hệ tiết niệu. Việc thay đổi thói quen không tốt từ sớm có ý nghĩa rất quan trọng trong đề phòng sỏi thận và các biến chứng nguy hiểm của đường tiết niệu do sỏi thận gây ra. Dưới đây là các thói quen có thể gây hại cho thận. Nhịn uống nước. Nước có vai trò rất quan trọng trong việc vận chuyển chất dinh dưỡng, oxy để nuôi dưỡng tế bào, chuyển hóa thức ăn thành năng lượng cho cơ thể hoạt động. Vai trò quan trọng khác của nước là thanh lọc độc tố do cơ thể thải ra qua cách bài tiết nước tiểu. Do đó, muốn tránh sỏi thận, cần phải cung cấp đủ nước để làm loãng nước tiểu, hòa tan các loại muối khoáng. Nhu cầu nước trung bình của mỗi người là 40ml trên 1kg cân nặng. Tuy nhiên, tùy theo tần suất vận động, đặc thù công việc hay môi trường sống mà bổ sung nước cho phù hợp. Nếu cơ thể đủ nước, dấu hiệu dễ nhận biết nhất là nước tiểu trong, màu vàng nhạt. Để thoát nhiều mồ hôi, xông hơi hay tập thể dục cường độ cao mang đến cảm giác thoải mái và tốt cho cơ xương khớp, nhưng trên thực tế lại có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận. Bởi vì tình trạng mất nước do đổ mồ hôi dẫn đến việc sản xuất nước tiểu ít hơn. Càng đổ nhiều mồ hôi sẽ càng ít đi nước tiểu. Đây là điều kiện cho các khoáng chất gây sỏi lắng xuống và kết tụ trong thận và đường tiết niệu. Nhịn tiểu, áp lực công việc, ít uống nước, ngại đi lại khiến cho nhiều người có thói quen nhịn tiểu. Đây là nguyên nhân làm tăng áp suất nước tiểu dẫn đến sỏi thận. Tiểu không tự chủ và thậm chí có thể gây ra suy thận. Quá trình đào thải nước tiểu giúp loại bỏ lượng nước thải dư thừa và các độc tố ra khỏi cơ thể. Việc nhịn tiểu làm cho chất độc lắng lại nhiều hơn, lâu hơn trong đường tiết niệu. Theo các chuyên gia tiết niệu, mỗi người nên thường xuyên đi tiểu để giảm áp lực cho bàng quang, khoảng 1 đến 2 giờ một lần. Không nên nhịn tiểu quá lâu, nhất là trên 3 giờ, để bảo vệ các cơ quan đường tiết niệu và tránh nguy cơ sỏi thận. Ăn nhiều muối. Chế độ ăn nhiều muối làm tăng nguy cơ bị sỏi thận. Muối trong nước tiểu quá nhiều sẽ ngăn cản canxi tái hấp thụ từ nước tiểu vào máu. Nồng độ canxi trong nước tiểu càng cao càng dễ dẫn đến sỏi thận. Để giảm lượng muối nạp vào cơ thể, nên tránh xa các thực phẩm đóng hộp, thức ăn nhanh, thực phẩm chứa nhiều baking soda. Loại canxi ra khỏi thực đơn. Sỏi canxi oxalate chiếm đa số các trường hợp sỏi thận. Do đó, nhiều người loại bỏ thức ăn giàu canxi ra khỏi thực đơn. Mặt trái của việc này không chỉ làm tăng nguy cơ loãng xương mà còn gây ra sỏi thận. Để có thể thu nạp nguồn canxi tốt, ít gây lắng động dẫn đến sỏi thận, nên chọn sữa tách béo, phô mai và sữa chua ít béo, tăng cường một số loại rau xanh giàu canxi như cải xoăn, rau bina. Ngoài ra, dùng kèm thực phẩm giàu oxalat trong bữa ăn cũng có thể giúp làm giảm nguy cơ sỏi thận trong đường tiết niệu. Loại trừ oxalat. Tương tự như canxi, quan niệm sai lầm phổ biến là các hoàn toàn thực phẩm giàu oxalat trong chế độ ăn uống hàng ngày để ngăn ngừa canxi oxalat. Tuy nhiên, hầu hết sỏi thận được hình thành khi oxalat liên kết với canxi có trong nước tiểu. Nên ăn uống các thực phẩm giàu canxi và oxalat trong bữa ăn sẽ giúp hai thành phần này liên kết với nhau trong dạ dày và ruột trước khi thận bắt đầu xử lý, ít có khả năng hình thành sỏi thận. Ăn nhiều đạm động vật. Thực phẩm giàu đạm động vật có tính axit cao dẫn đến tăng nồng độ axit trong nước tiểu. Môi trường nước tiểu giàu axit có thể gây ra các loại sỏi axit uric, canxi oxalat. Nhóm thực phẩm chứa nhiều đạm động vật, mọi người nên hạn chế ăn thường xuyên là thịt bò, thịt gia cầm và thịt lợn. Uống nhiều vitamin D. Bổ sung vitamin D là cần thiết cho một số người có lượng vitamin D thấp hoặc thiếu canxi. Tuy nhiên, dùng quá nhiều vitamin D cũng gây hại cho sức khỏe, điển hình là làm tăng nguy cơ sỏi thận. Ngoài ra, các loại thuốc lợi tiểu cũng là nguyên nhân khiến nước tiểu bài tiết nhiều gây sỏi thận. Nhiều trường hợp dùng thuốc sai cách còn dẫn đến suy thận. Tự ý bổ sung vitamin C. Bổ sung vitamin C, acid ascorbic, có thể gây ra sỏi thận, đặc biệt là ở nam giới. Theo một số nghiên cứu được công bố trên tạp chí nội khoa JAMA, những người đàn ông bổ sung vitamin C liều cao sẽ có nguy cơ bị sỏi thận gấp đôi người khác. Vitamin C tự nhiên có trong thực phẩm sẽ an toàn hơn.
uống trà, cà phê thay nước. Trà, cà phê, soda là những thức uống quen thuộc. Nhiều người không uống nước lọc vì cho rằng đã nạp đủ nước. Đây là thói quen không tốt cho sức khỏe và dễ gây ra sỏi thận. Trà chứa nhiều oxalat, cà phê chứa nhiều caffeine. Đây là những hóa chất dễ tạo sỏi đường tiết niệu, nhất là khi sử dụng quá thường xuyên. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên uống đủ nước mỗi ngày, chủ yếu là nước lọc và các loại nước có nguồn gốc tự nhiên như nước cam, nước chanh. Video đến đây là hết rồi. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhớ chia sẻ cho bạn bè, người thân và gia đình biết những kiến thức bổ ích này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!